Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái hàm cực kỳ quan trọng. Này, thầy nhấn mạnh chú ý với các em là hàm này cực kỳ quan trọng. Được chưa? Đây là một trong những cái hàm mà chúng ta sử dụng thường xuyên trong quá trình chúng ta làm việc. Đấy chính là hàm sum if và sum if else. Hàm sum if có nghĩa là gì? Sum có nghĩa là tổng, if có nghĩa là nếu, tức là tính tổng có điều kiện. Được chưa? Nếu như các em muốn tính tổng mà thỏa mãn một cái điều kiện nào đó thì các em nghĩ đến việc là các em dùng hàm sum if cho thầy nhé. Thế còn tính tổng mà thỏa mãn nhiều điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng đến hàm sum if else. Như vậy chúng ta có hai công thức là công thức sum if và công thức sum if else. Đối với công thức của sum if ý, thì là chúng ta tính tổng thỏa mãn một điều kiện. Thế còn sum if else là chúng ta tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện, tức là từ hai điều kiện trở lên. Tính tổng thỏa mãn một điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng đến hàm sum if. Đó. Thế còn chỗ đoạn này mà tính tổng thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng đến hàm sum if else. Thầy giải thích ý nghĩa của hai hàm sum if và sum if else như vậy đã được chưa? Ừ. Ở đây thầy có một cái ví dụ như thế này nhé. Đối với hàm sum if và sum else thường thường có ý nghĩa trong việc chúng ta tạo báo cáo các em nhé. Đấy, tạo báo cáo. Thầy lấy ví dụ, phải có một cái vùng dữ liệu như thế này. Gồm có tên, có vùng, có giá trị. Và tên ở đây là A, B, V, F, D. Vùng là X, Y, Z. Giá trị của thầy là 10, 5, 15, 10, 15, 10, 5, 10. Đấy, nhiệm vụ của thầy là thầy phải tính tổng giá trị. Nhưng bây giờ là thầy muốn tính tổng giá trị theo vùng Y, hoặc tính tổng giá trị theo tên A, hoặc tính tổng theo giá trị theo vùng Y và tên A. Thì các em thấy là bên trên này đều là tính tổng thỏa mãn một điều kiện là vùng Y hoặc là tên A. Còn bên dưới này là tính tổng giá trị theo hai điều kiện là vùng Y và tên A. Thì lúc này hai cái ở bên trên như thế này ấy, là tính tổng thỏa mãn một điều kiện thì chúng ta sử dụng đến hàm sum if. Thế còn bên dưới cái số 3 này là tính tổng giá trị thỏa mãn hai điều kiện, thế nên là chúng ta phải sử dụng đến hàm sum if else. Thầy giải thích như vậy đã được chưa? Ok, bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta phải đi xem cấu trúc của cái hàm này nó có ý nghĩa là gì nhá. Nào, thứ nhất đấy là hàm sum if. Đấy là hàm sum if. Sum if ý, có cấu trúc đấy là range, sau đó là đến criteria, và cuối cùng đấy là sum range. Thì các em hiểu giúp thầy range có nghĩa là vùng có chứa điều kiện. Range là vùng có chứa điều kiện. Hai là criteria có nghĩa là điều kiện. Thứ ba đấy là sum range là vùng tính tổng. Bây giờ thầy sẽ phân tích cho các em range, criteria, sum range ở trên cái vùng dữ liệu này nó là cái gì nhá. Thứ nhất là chúng ta tính tổng giá trị theo vùng Y đi. Chúng ta tính tổng giá trị theo vùng Y. Thì range là vùng có chứa điều kiện. Vùng Y là ở cột nào các em? Cột tên hay cột vùng hay cột giá trị ạ? Đúng rồi. Thì cái range này có nghĩa là vùng có chứa điều kiện. Thì vùng có chứa điều kiện ở đây chính là cột vùng này này. Thầy giải thích cái range như vậy đã được chưa các em? Cái thứ hai là cái điều kiện. Điều kiện ở đây của chúng ta đấy là vùng Y, đúng không ạ? Thì các em sẽ thấy là ở đây có chữ X, chữ Y và chữ Z. Như vậy chúng ta sẽ đánh chữ Y vào chỗ cột, chỗ tham số là criteria. Và các em nhớ rằng là chữ chúng ta đánh vào trong công thức thì chúng ta cần phải có nháy kép thì máy nó mới hiểu được, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đấy là sum range. Sum range là vùng tính tổng. Vùng tính tổng có phải là cột giá trị này không các em? Được. Rồi, bây giờ thầy làm tương tự như vậy. Tính tổng giá trị theo tên A. Tính tổng giá trị theo tên A thì theo các em range này là cột nào ạ? Tên A. Tên A là ở cột, ở vùng chứa điều kiện nó sẽ là cột nào ạ?
Đúng rồi. Cột tên, sau đó đến điều kiện là A, đúng không ạ? Và chữ ở trong công thức thì các em phải nhớ cho thầy là chúng ta phải nháy kép. Đấy. Sau đó đến sum range. Sum range là vùng tính tổng của chúng ta là cột nào các em? Ok, nào bây giờ chúng ta thực hành nhá. Các em nhìn thấy thực hành trước này. Bằng sum if tab. Được chưa ạ? Các em nhìn theo gợi ý để các em làm này. Thứ nhất là range. Range thì thầy bảo đây là chính là vùng có chứa điều kiện đúng không ạ? Chúng ta đi tìm điều kiện là điều kiện y, nên chúng ta bôi toàn bộ cái cột y này, cột vùng này, vùng có chứa cái cột hay gọi là cái vùng mà có chứa chữ y này. Xong chưa các em? Thầy xong range chưa? Xong rồi thì chúng ta nhấn dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy để cho công thức nó hiện đậm lên ở cái tham số tiếp theo. Ở đây sẽ là chữ y đúng không? Chúng ta nháy kép, chúng ta đánh chữ y vào đây cho thầy nháy kép. Vì chữ ở trong công thức là phải có nháy kép, sau đó chấm phẩy. Cuối cùng đấy là vùng tính tổng. Vùng tính tổng là chúng ta bôi toàn bộ cột này. Đóng hoặc là enter, các em thấy không ạ? Nó tính cho các em giá trị là y đúng bằng 25 luôn, để 5 5 15 bằng 25. Chuẩn chưa ạ? Tương tự như vậy, bây giờ thầy tính tổng giá trị theo tên A nhé. Bằng sum if tab range của thầy là tên A thì nằm ở cột tên, đúng không ạ? Sau đó là đánh chữ A vào đây. Đánh điều kiện là tên chữ A vào đây. Và cuối cùng nhớ nhé là chữ A này nó phải khớp với cái chữ A ở trong cái vùng dữ liệu này. Là phải là hoa hết, được chưa ạ? Rồi sau đó là sum range. Sum range của thầy là toàn bộ cái cột giá trị này. Đấy, để nó tính tổng cho thầy. Enter. Rồi, bây giờ các em thao tác giúp thầy. Bây giờ các em thao tác giúp thầy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hàm tiếp theo, đấy là hàm sum if s. Hàm sum if s này thì là sẽ tính tổng thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên các em nhé. Thì đối với cái công thức của hàm sum if s thì nó sẽ hơi ngược đối với hàm sum if. Về cơ bản nó sẽ giống nhau thôi, nhưng nó bị đảo ngược trật tự. Cái thứ nhất, tham số thứ nhất, đấy là sum range. Tức là đối với sum if thì người ta để sum range ở cuối cùng, còn đối với sum if s thì người ta đưa cái sum range lên đầu tiên. Sau đó là đến vùng chứa điều kiện thứ nhất, rồi đến điều kiện thứ nhất, rồi sau đó đến vùng chứa điều kiện thứ hai, điều kiện thứ hai, vân vân. À, thầy giải thích như vậy đã được chưa ạ? Bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau đi giải quyết cái chỗ này nhá, là chúng ta tính tổng giá trị theo vùng y và tên a. Thì theo các em sum range ở đây là cột tính tổng của chúng ta là cột nào các em? Đúng rồi. Cái thứ hai, vùng chứa điều kiện thứ nhất, thầy giả sử là chúng ta sẽ đi tìm điều kiện của vùng y trước đi. Thì vùng có chứa điều kiện y này là cột nào ạ? Đúng rồi. Như vậy create the range 1, các em cứ nhìn thấy cái chữ range thì chúng ta hiểu đấy là vùng chứa điều kiện nhé. Vùng chứa điều kiện thứ nhất đấy là điều kiện y, thì chúng ta sẽ phải chọn, đầu tiên là chọn cột vùng trước, sau đó là chúng ta chọn điều kiện là y, rồi sau đó là đến tên A là ở vùng chứa điều kiện của tên A chính là cột tên, đúng không ạ? Và sau đó là chúng ta đưa cái tên A vào. Bây giờ thầy thực hành cho các em nhìn nhé. Bằng sum if s tab. Thứ nhất đấy là sum range. Sum range có nghĩa là cột có chứa vùng tính tổng. Cột này là cái cột mà chúng ta cần tính tổng, đúng không ạ? Sau đó các em chấm phẩy. Vùng chứa điều kiện thứ nhất. Thầy giả sử ở đây là có vùng y và tên a là hai điều kiện đúng không ạ? Không nhất thiết là các em phải chọn vùng y là điều kiện thứ nhất đâu nhá, mà em có thể chọn tên a là vùng điều kiện thứ nhất cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vùng điều kiện thứ nhất là có chứa chữ y, chính là cột vùng. Đấy. Sau đó chúng ta đánh điều kiện thứ nhất đấy là chữ y, và các em nhớ là khi thầy đánh đến đâu ấy thì cái tham số nó đậm đến đến đấy là chúng ta đang làm đúng nhá. Chấm phẩy tiếp này, em thấy không? Vùng chứa điều kiện thứ hai đấy là tên A đúng không ạ? Nó sẽ là cột tên. Sau đó là điều kiện thứ hai của thầy đấy là chữ A. Đóng ngoặc enter. Đấy, thì đây chính là cái cách thức vận hành của hàm sum if s. Bây giờ các em thực hành giúp thầy.
Ok, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách để các em kiểm tra lại công thức của mình nhé, xem nó đúng hay sai, nó như thế nào. Giả sử nhé, là các em đánh vào đây các em thấy nó không ra được kết quả, các em không hiểu tại sao, thì các em kích vào đây. Đấy. Hoặc là các em kích lên trên này nhưng các em chỉ chuột vào đằng sau cái dấu ngoặc ấy, nó hiện lên được cái gợi ý công thức như này này. Sau đó các em kích chuột trái một lần vào từng cái tham số này này, ví dụ thầy kích vào đây nhá, thì nó sẽ hiện đậm lên cái vùng dữ liệu mà các em đã chọn để xem nó đúng hay sai. Đây chính là G đúng không ạ? Đấy, thấy chưa? Nó chính là G chạy từ 67 cho đến 74, đúng rồi này. Sau đó đến vùng chứa điều kiện thứ nhất, Creator Range 1 là Y 67 đến 74, đúng rồi. Sau đó đến điều kiện thứ nhất là Y, vùng chứa điều kiện thứ hai là H, đúng rồi. Và điều kiện thứ hai là A. Các em thấy chuẩn chưa? Đấy là cách để mà chúng ta kiểm tra lại công thức, là chúng ta đã điền đầy đủ các tham số, điền đầy đủ các dữ liệu vào các tham số hay chưa. Được chưa? Để enter nhá.